rồi rồi ba còn tại đây còn mấy cá rồi xong rồi đó quất 78 con. Nhưng mà em thêm mấy ký tự đại diện của cái bạc đó vô để nó không bị trùng. Thì mai mốt mình cứ sức bảo hành cứ cái này luôn đâu có sao đâu. Đọc cái này là đọc cái số là sao rồi. Số series đúng của máy này cái này. Hiểu không? Nó nhưng mà cái dạng nào ấy nó dán chứ đâu phải dán rồi. Chuyện nặng nó dán nó dán.